Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị dự án 4 căn nhà mới nhất tại Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội. Với cái căn nhà này ấy, thì 4 tầng đã được hoàn thiện xong hết, có thể dọn đồ về và ở ngay. Với cái diện tích là từ 32 cho tới 36m2, có hai hướng, hướng Đông Nam và hướng Tây Nam. Ngõ trước nhà thì được 2m2, cách với trục đường chính Phú Lương khoảng tầm 100m. 4 căn nhà này, 4 cái sổ đỏ riêng biệt, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn. Giá chào bán từ 2 tỷ 320 triệu đồng đến 2 tỷ 450 triệu đồng. Sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà ngay mọi người ạ. Ngoài anh sẽ quay căn nhà này để gửi tới quý vị, bởi vì là ba căn nhà này thì thiết kế tương tự nhau. Với cái căn nhà này, thông số nhà là 32m2, thiết kế và xây dựng là 4 tầng thì thiết kế như thế nào ạ? Với cái cửa chính của ngôi nhà, thiết kế là bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện. Căn nhà này với cái phần mặt tiền là 3m8, rất là rộng, thoáng, hướng nhà Đông Nam, cực kỳ mát. Với cái phần hoàn thiện của ngôi nhà thì cực kỳ chỉnh chu như thế nào thì mời mọi người theo em vào phần tầng 1 của ngôi nhà. Với phần tầng 1, phòng khách của ngôi nhà như quý vị nhìn thực tế ở đây, chủ nhà làm tặng luôn cho mình một bộ bàn ghế ở phòng khách, phòng ăn, và đây là cái kệ tivi vách PVC, kệ tivi ở cái không gian phòng khách này rất là thoáng mọi người ạ. Hướng Đông Nam thì lại cực kỳ mát. Với cái vị trí căn nhà này ấy, nó gần với lại Ủy ban Nhân dân phường Phú Lương, gần với lại trường Đại học Đại Nam, gần với trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, gần với lại cái trục đường quốc lộ 21B mọi người nha. Đó, với ở đây là chủ nhà tặng luôn cho mình một cái bộ phòng khách này, phòng bếp này. Đó, tất cả đều chất liệu gỗ, rất là đẹp. Với cái phần tầng 1 nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà cũng cố gắng đáp ứng cái công năng sử dụng cho quý vị. Ở đây là cái phần tủ bếp, thiết kế toàn bộ ở đây là tủ gỗ mọi người nhá. Đó, thiết kế rất là chắc chắn với cái tông màu rất là trẻ trung, tông màu trắng và màu nâu. Mặt bếp thì là ốp đá granite và xung quanh bếp ốp đá rồi mọi người ạ. Và với cái hoàn thiện ở đây, hệ thống tủ bếp thiết kế đầy đủ cho mình rồi. Đó, phụ kiện bếp đi kèm đây, chất liệu inox 304, rất là đẹp, chắc chắn, chậu rửa, vòi rửa. Căn nhà này thì đúng như theo hiện trạng là có thể dọn đồ về và ở ngay. Ưu điểm tiếp theo của cái căn nhà này đó là có một cái cửa sau mọi người ạ, mở ra rất là thoáng, một cái khe thoáng của cái căn nhà. Và ở đây 1, 2, 3, 4 căn nhà này, căn nhà nào cũng có khe thoáng mọi người nha. Đấy, phần tầng 1 ở đây còn có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng. Lên trên 4 tầng sử dụng của căn nhà. Căn nhà này gần như về theo hiện trạng là hoàn thiện xong hết, có thể dọn đồ về và ở ngay. Diện tích là như Ngoài anh vừa chia sẻ rồi, 32m, có căn thì 36m. Căn 36m Ngoài anh sẽ quay thử sau cho quý vị nha. Giữa cái phần ngăn cách ở cầu thang và cái không gian phòng khách thì quý vị có thể nhìn thực tế ở đây là có một cái vách gỗ đó, chắn phong thủy. Toàn bộ cái tay vịn cầu thang từ tầng 1 lên tới tầng 4 của ngôi nhà thiết kế là gỗ tự nhiên, và cái mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Với cái vị trí căn nhà này thì rất là phù hợp với quý vị nào đi làm ở khu vực Hà Đông, đi làm ở khu vực Hoài Đức, hoặc là theo cái trục đường Lê Văn Lương kéo dài, rất là hợp lý. Bởi vì từ vị trí căn nhà này nó cách với bến xe Yên Nghĩa nó cũng khá là gần, nó khoảng tầm 3km thôi mọi người ạ. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin thì cứ liên hệ ngay với Ngọc Ánh để có thể nắm bắt được những cái căn nhà mới nhất này trong dự án mới nhất mà Ngọc Ánh đưa lên nhá. Sau đây xin mời mọi người theo em lên khám phá các tầng trên của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà, tầng 2, tầng 3 thiết kế một phòng ngủ siêu siêu rộng và một phòng vệ sinh mọi người nha. Đây, phòng ngủ cực kỳ rộng luôn mọi người ạ. Nếu như mà để mà nói quay ở trên video thì nó không toát lên được cái phòng nó rộng như nào. Thiết kế ở đây là gạch lát nền kích thước 60-60. Cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài. Ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa được lắp đặt đầy đủ. Với cái vị trí căn nhà này thì nó rất là thoáng, nó cách với trục đường chính Phú Lương 100m. Và đây là phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh ở phía tầng 2 đây, rất là rộng mọi người nhá. Đây, đầy đủ bồn cầu, sen tắm, lavabo. Với cái phòng vệ sinh này đây, ống chờ, bình nóng lạnh, rất hợp lý, đáp ứng đúng với cái tiêu chí sử dụng ở trên tầng 2. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà nhá. Và em đang bước trên chân lên phía từ tầng 2 lên tới tầng 3 thì từ tầng 1 đến tầng 2 và tầng 2 đến tầng 3 là có một cái ô đây mọi người nhá. Có một cái cửa ở chỗ cầu thang đi lên. Ở phía tầng 3 của ngôi nhà cũng thiết kế giống như tầng 2, tuy nhiên phòng vệ sinh thì đặt ở phía bên ngoài. Còn đây là cả phía tầng
Tầng 3 đây mọi người ạ, rất là rộng. Hai phòng ngủ rộng. Với cái căn nhà này thì đúng theo hiện trạng là quý vị xách vali về và ở ngay, đi lại thuận tiện. Từ vị trí căn nhà nó cách với lại ngã tư Văn Phú Hòa Đông nó khoảng tầm 4 cây rưỡi, hợp lý. Cửa đây, cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ mọi người nhá. Và nhà vệ sinh ở phía tầng 3 đây. Đó, đầy đủ lavabo, hệ thống sen cây tắm, bồn cầu. Mời với theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà, tầng 4 của ngôi nhà, xem ngôi nhà này thiết kế ra. Bước chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà, ở đây có một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang mọi người nhé. Và ở phía tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Thiết kế một phòng ngủ và một phòng thờ. Đây là phần phòng thờ của ngôi nhà. Đây. Nhỏ nhắn, hợp lý. Và đây là phía căn phòng ngủ. Nói chung với cái căn phòng này thì quý vị có thể để làm phòng làm việc. Cái này là tùy công năng của mỗi hộ gia đình. Tiếp theo đây là cái phần sân phơi của ngôi nhà. Đây. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Và Ngọc Ánh chia sẻ lại với mọi người, với cái diện tích của ngôi nhà từ 32 cho đến 36m, giá chào bán từ 2 tỷ 320 triệu đến 2 tỷ 450 triệu. Sở hữu cho mình một căn nhà 4 tầng với hỗ trợ vay ngân hàng 80% không hề khó. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.